Dạ anh ha. Thì bữa nay qua ngày ni mốt chút cụ đấy, cụ đi cụ tham quan cái đá đây. Xa nó bọc ôn ơi. Đá. Cụ mà lông nó cụ gà thông am ảnh cụ lấy cái cụ tham mà lông nó cụ áo mà lấy cụ. Tham mà lấy ngõ cụ. Cái đá cái đá. Cái đá nó tầng họ nó là bây giờ bằng phân thành đọc mét. Cái đá. Bên đọc mét thông bảy thân. Cái đá cái đá. Cái đá có phần phía tú cũng cũ á. Cái đá nó phải phía tú có cũ. Cái đá phải phía tú á. Đây bật kết kia tầm lấy lưới nó quê. Cái đá cái xuống cái lưới nó ôi nhuông cái đắng cái cũ. Tầm lấy lưới nó. Cái đá. Mà hội ha sắp bay lên. Cái đá. Hay ca lệnh đất miếng là kì chui dơ ngõ đấy. Cái đá. Hay kịp kìn là bẹm lên mà quýnh. Bật kìn bẹm lên quýnh. Mà hội xe sắp bầm bậy lên. Cái đá. Nói chung là chợ ngõ nói thì do mới dơ ngõ nữa. Đâu bỏ nó cụ nổi đi. Nhưng ngõ là mà hội xe sắp bầm bậy lên. Đâu bọn ngọc phi tuốt á. Hai bọn em phải lau cho mấy. Đúng hay ghê á. Phi tuốt. Hay ghê. Ấy đó lệnh đong túi của tính ngủng luôn cô ạ. Đong túi có tính ngày nung đấy. Cái đá. Đong túi tính tề đắp mui lên phi ổi pon đi. Cái đá. Bay đâm. Cái đá. Thấu tiếc. Thấu tiếc. Ngốc bên đó dê tôi tính làm ra vậy nó mạnh đấy. Chẳng đắp lên đó. Làm mỗi chẳng đi chân đó. Mình là bay đâm mà tần đắp lên phi ổi pon. Cụ thủ nhất là cụ hay. Nhưng mà giấy cụ đắp tê là còn đắp thuốc đắp vết bàn thổ. Đắp vết bàn thổ đong túi cũ. Hay chẳng hay mi sungut chấm ơi tuốc nưng cái đó chứ em cái đó em muội là nha cái đó là em tập tập pí em cái đó là em ba cái đó là em bắt pí sọc đó này ba quyển nó cách tập pí tuốc chứ đó cách không chờ lắm đấy cái nã vậy cũng chấm mới thằng đó thật cái đó hăng lương nào thấy cái đó là màu là cái nã đăng ấy màu quá đẹp luôn nè sư nói là dáng này là 150 triệu nè rồi người ta tặng lại chùa nhà chùa cụ thác tặng bao 5 triệu huynh tiếc hay chả chở cái tặng thôi tiếc vậy nói chung là cụ đó tặng là chở luôn ơi bọc kem cục shop ô cái đà này hết xảy luôn ông ơi không anh đóng ghe mà dán vậy nè đó phải đóng còn dán mà trắng trắng tươi là xong xong bông rồi đó dán này nè theo sư chủ trì cụ nói là dán này 150 triệu là tiền công chở rồi người ta không có lấy rồi người ta tặng lại nhà chùa thêm 5 triệu đó bớt lại đó bớt cho nhà chùa là sư nói là dán này đóng hai chiếc cây ngò luôn ha đó, dán này dán đỏ lộn mà thấy không dán nè đó cái đá có ôm tiền nữa bọn cụ nữa đi cái đá cả ngày mình mong mình bụng nó mình về hết là cái đá đang thắt cái đá xa thế cái đá nó bỏ là tu lươn nổi nó mình là cái đá nó đây dán công nè dán công nè mà bộ nó công nó luôn mà bộ công nó đấy cụ đấy cái đá cái chừa mới dương ô cụ cát cát tím mà đen cát pi mét tầm bảy thân cái nà thế công cái nà công quê bề dài biên đổi nưng cái nà 17 mét 17 mét 8 thân hoành nó là 2 mét rưỡi cụ hoành vé không cụ hai đúng á cái nà cụ thấy đó cái nà nó bao cửa pi tuốc chân cụ mới cụ ai chân soi mấy tuốc láng có mấy tuốc láng à ai mà mấy loại cái nà đó ai loại cái nà đang đảo đó thì quá đẹp luôn sao chẳng biết dán quá đẹp luôn đó. Quá đẹp dán này phơi 3 tháng là lên màu đen luôn đen nè dán này nói chung là khoảng 10 ngày nữa lên màu đen luôn đen đâu màu đen lên cái màu nữa cái đá nó thì cái đá nó lên là chính xác là cụ gì đó cái đá nó là bóp phía tuốt đúng ấy cụ chừa lên là bóp ốp ăn đỡ nó cái đá nó ốp ăn đỡ công đúng rồi mọi bằng ô công sao sao kiếp 6 tấc 5 phân cái đá ngọn đó sao kiếp 6 tấc 5 phân phù hợp đó luôn á nó hợp luôn á phù hợp ở đây xuống á thấy chén này chén dân cả bị bó cả năm cả bị bón pía nó cũng đâu đấy cái nà ta cọc cái cụ cái nà hay cái nà bó xuống một bằng gạch máu đấy cụ đấy và mình mau à mình đưa chung cái đá xuống cụ bằng điện máu đây theo sư nói là đây là ta cọc đóng á sư nói là ta cọc đóng động chiếc ghe ngò chùa bốn mặt năm nay sư cũng quyết định trở lại đường đua festival đua ghe ngò Sóc Trăng năm 2024 diễn ra tại Sóc Trăng năm rồi sư nghỉ hết một năm thì do ghe cũng đã cũ rồi rất là lâu năm rồi bơi từ năm 2002 tới giờ sư nói 20 năm rồi sư nói giờ cũng phải đóng chiếc ghe mới để cho anh em phun tróc đồ đi tham gia lễ hội lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra tại dòng sông Mắp Rô.
dáng này rất đẹp luôn. Sư nói dáng này đóng 2 chiếc nha, nhưng mà sư đóng có 1 chiếc ghe thôi, nhưng mà dư dáng khoảng còn 1 chiếc nữa, dư dáng khoảng còn 1 chiếc ghe ngon nữa. À, chị giá dáng này thì sư cưa hết luôn 150 triệu. À, 150 triệu. Thì thông tin cho cô chú bạn xem ha, rất đẹp ha. Còn cây cần câu này, ba cây này sư nói cũng 10 triệu mấy à. Đây 10 triệu mấy ba cây nè. Đó, cây cần câu này cũng mua chỗ Hậu Giang luôn ha, mua chỗ chỗ ta bán cây luôn, bán dáng luôn ha. Đây đây rất đẹp. Đây ha, đây cần câu, cần câu ba cây này sư nói 10 triệu á, ba cây này 10 triệu cũng mua ở bên Hậu Giang luôn ha. Ba cây này, cây cần câu này nhỏ vừa luôn ha. Đó, cây cần câu này túi ní túi cho mồm đó cô, mình thông luôn mình. À, túi cho mồm nổi, túi cho mồm luôn. Nên cụ hát thua lắm, cụ đi cái nãy vậy đó cụ đi cụ. Cụ thấy hát tâm mặt ca đưa lên cho cao trong cái nãy nói đó nè. Từ từ của sắp thôi cụ ơi, thấy cụ hát thấy đây là cụ phép cụ mà mới con lâu là chính tức cái con ngọt. À, quả chưa quả lái ơi, quả lái mày ơi. Ừ, chú Nam chú lại, chú Nam chú lại. Đâu mà cụ giới thiệu hay sao nó ôi nó không phải khách sạn. Đây. Đẹp phải không cái hiện câu này. Rất là đẹp. Rất đẹp luôn, đây là cái hiện câu của cái ngon chùa. À, bốn mặt. Thần xúc nhân. Đó, rất là đẹp. Dáng này thì nói chung mình hỏi sư thôi, mình cũng không có dám mà thông tin không chính xác ha, không có thông tin giống như sư nói là dáng này thì sư cưa là toàn bộ hết này, là sư nói là đó là hình như là 150 triệu ha, 150 triệu. À, 150 triệu ta tặng lại 5 triệu, 145 bớt lại 5 triệu. Đó, rất đẹp, đẹp luôn ha. À, đẹp. Quá đẹp luôn. Đa thật sự át thôi. Ừ. Cái đa thật sự phải vậy bao nhiêu đó. Ừ, thứ nhận nổi. Trời mà thứ nổi. Màu nâng nút, ừ, hai đòi hai là khá sao dạ lên không mau. Nó là đúng á, nó chính xác á. Và dân càng hai đó, khi so là nó quỷ nó là hơi sai chứ thôi. Ừ, dân hình, đúng mình tậu cái kia đứng đấy, nâng kia nó đúng. Thế là bó tậu hay là hòn mạch đính cái này, chứ không phải nữa là hơi bó nghe các bạn. Đó sắp thì đến giảm mình hòn lắm, giảm có báo qua rồi tức đó. Cả kỳ hai cái ông không khó lắm, hạ lớn lắm, mình nó hòn tức đó. Đó, xin. Mà cho thành nhân nằm đi vô ô kia luôn đó. Cho thành nhân vô ô cho xảy vô ô nổi đó. Đây, có phía nổi, cho thành vô phía này. Đây là dáng rất đẹp á. Đây chắc cầu thủ dân ông tệ đó, bằng cụ dân đó. Mà chỉ nói, sắp mà chỉ nắm ở trong buồng đấy. Ờ, sắp chỉ nắm dưới flop lên nhá. Cái hộp liền đây tụi bị thay dương nằm ní ba thay đây im đi ở nó xuống thay ok thay ba bao đây đây ba bao đây rất đẹp á hôm ba nóng bao hai giờ bướng bao mưa từ 4 năm hả từ 3-4 năm đó hay ông Lâm sực đâu đâu vừa hội Covid là bo á là ông á. Ờ hay ông cho ban dòng 16 dòng sao đợi đấy anh dòng 16 tạo đi và Lâm sửa sửa và Lâm sửa chung 6 nghe nghe tu đứng là tu danh vương đóng danh vương đóng danh Lâm sửa rồi năm nay sửa thì đi xa chút nữa năm nay đóng năm nay sửa đi xa luôn rồi năm 2022 thì sửa vô 16. Còn năm nay sửa xong thua cái gì Floca đó. Floca thấy tạm tạm đủ nữa. Rất đẹp. Cửa bay khai rồi. Ừ. Bay. Ừ, mà phải đúng này chính xác. À, lâu đây cái hát lạc khái này là dưới tàu lọc. À, tàu lọc thấy là lạc khái còn rất là sai cụ nổi. Bó này nha nó, cụ lên này bó nó sai cụ nổi đó. Là thảo bó là phương nổi đó. Bó này kẹo đúng nói hả? Ừ. Cái đá sẵn á, cái đá nó bảo đảm bó vậy nè. Cái đá nó bó mình lươn nè. Ra thứ hai ra được đấy, ra được đấy, ừ, nằm được á, ra được á, rồi mà mau mà thứ luôn đó, hay quành nó cũng quành thông nhận luôn, quành thông nhận luôn
đi là cụ a mà lóng nổi nữa. Ừ, cụ a mà lóng nổi nữa, o xóm o trai thôi. Ừ, mà đâu không nổi nữa. Hay là dân tiên hệ trong mấy vợ ơi, vợ ơi, anh nuôi anh phải nói bìa với nè. Nhiều khi vẫn ai đòi luộc luộc màu chẳng là chem cái chọn lá cái chọn ấy đó, ví dụ nha. Chẳng là chùm ba là tin thông tin chùm ba bó máy đi. Ờ, đó bó máy đi. Thấy sợi chứ nên sao lại vậy. Cần giờ, Cần giờ 2. Ờ, bà nông còn chơi, còn không chơi đúng mấy. Ờ, thì số thông tin đấy mà dương tạo đăng chính xác. Nếu cần chính xác là khi nào mà qua chẳng bằng dân thông tin bán. Chúng mấy dân dễ tấu, chúng mấy qua thổi, cái thái dân dễ có. Ờ, dân hèn dễ. Thế chúng mấy cái nào, thêm cái nào mà vẫn là dân chắc ăn á. Tôi ơi, tụi bị nhăn giúp mấy anh ấy chưa nó kìa. Không dám thông tin, mình buộc tháp bò. À lâu tháp, thằng áp xanh, cái bọn con dễ. Cái là dân hèn dễ nè. Thì loại dễ, thì tham tổng tiền. Đăng bò mò nó á. Ừ, đoạn chén đó, ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa gì đúng cái nào, cái đa chứ á, hoành chết chính xác. À, đây là dạng rất đẹp á. Dạng của cái ngôi chùa Prepun Prepet, đúng không ạ? Vì năm nay thì Châu Thành chắc chắn là có một chiếc ngôi mới nha. Đó là chiếc ngôi chùa bốn mặt sẽ đồng hành cùng ghe ngôi Tổng Phai để tham gia lễ hội Festival Nuôi Ghe Ngôi năm 2024 diễn ra tại Sóc Trăng. Thì Châu Thành mỗi năm thì năm nay được 6 chiếc. Thì 6 chiếc hình như là đi ngày đầu hết 5 chiếc rồi. Còn 4 chiếc. Bữa sau còn Pro Loca với Cầm Phong Chó. Với con phun chóp, và pha Watt Pick. À, Watt Pick. Rồi hình như là Pro Loca mình gặp ai ta? Ông Khó. Ông Khó. Ông Khó. Rất đẹp ha. Đẹp. Dáng rất đẹp, không nói chung là dáng rất đẹp. Đó, đây. Thì về thông tin là Châu Thành. Viện Châu Thành sẽ... có một chiếc ngôi mới nè em, đó là chiếc ngôi chùa bốn mặt. Thì còn chiếc ngôi mà ghe nào đóng tiếp theo thì cũng nghe thông tin thôi, là nghe nó là ghe ngôi chùa ba, nhưng mà mình chưa thấy dáng, mình chưa thông tin đâu. Khi nào mình thấy dáng tới chùa mình mới thông tin ha. Đó, đây là dáng công, đây là dáng công rất đẹp, rất đẹp luôn. Đây dáng công ha, công. Thì dáng này nói chung là giống như là sao nghệ vậy đó mà. Nó phơi, càng phơi thì nó càng đỏ, càng phơi nó càng đỏ ha. Rồi nó sẽ phơi là nó sẽ lên màu đen. Nó khô là nó lên màu đen. Mình biết chắc chắn luôn. Khô nó sẽ lên màu đen. Rồi mà đọc ngay tới lần khả màu á. Đô màu á đó. Ồ lần, ồ đó, chinh khả màu đi. Chinh khả màu đi, chơi chà mướp, ngon dễ đâu á. Mà lần khả màu đi nha. Y hệt luôn đó, y hệt cái đá thông hai bóng chẳng màu vậy đó. Ừ, màu vậy rồi. Thấy đó là hai lưu cử biết hai vợ mà hai chém vợ nó màu nguyên. Đá năng bỏ tẩu á, tẩu luôn á, đá năng bỏ tẩu đấy, nó ngon gì thật là nó gì thấp bỏ tẩu đó. Mà tẩu là tẩu mà đã đinh luôn á. Bỏ tẩu á, trừ khi là dương bỏ tẩu mà dương bỏ tẩu thì hơi xui. Cái đó hơi xui là hơi xui thở đấy, nó không phải là tại cái đá. Nó không tại cái đá, với cái đá là ok. Nhưng mà nó đi tiếp. Mặt đá là tụt tẩu qua tẩu ấy, mình xin lòng túi tiếp. Một cú một là ông bại luôn. Ừ. Bông thân vai luôn. Tao cú luôn. Một cú bị 20 đó lẩu đấy. Tao cú nó ra đấy. Hay mình xin lòng túi thấm đi. Vinh vinh giống đó. À. Đặt không dầm đâu. Cái tụt này tụt cha bên xin tụi cưới đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì mình xin lòng túi thấm. Giờ cũng quyết định thở đó. Sư nói khoảng 3 tháng sau mới đóng em. Vừa dán cho khô đây qua đây cũng gặp anh em ở đây tâm sự chơi đó. Thì nói chung hồi thời trước á, thời Hoàng Son của bốn mặt thì đó là bốn mặt là đứng đầu á, hồi thập niên 90 đó, từ năm 2002 thì sư đóng hồi đó thì bơi nói chung cách khác, bây giờ cũng bơi cách khác rồi giống hồi đó mình chạy cúp 50, bây giờ đúng 100 không à. Hồi đó mình bơi giống ý là nói giống mình bơi á, mình bơi theo kiểu hồi đó thì cút 50, còn nó bơi giờ nó chơi toàn là dết ngàn hay không hả. Không lâu là vậy toàn có bằng ngại chỉ cần tiến bộ, nó bơi cách khác khác nhau, chứ mình bơi theo kiểu hồi xưa thì mình hơi thua người ta chút rồi, tại lúc đề ba là mình thấy chậm rồi đúng không.
thí dụ mình gặp ghe mạnh là nó đi ba cái, một là mình ở mình hơi đuối á, mình phải tập đi ba giống nó thôi, vậy thôi. Chứ mình sẽ bơi theo cái mấy chú mình bơi ở đây hồi xưa thì nó khác, nó khác, còn bây giờ nó bơi cách khác, nó khác nhau. Đó. Đây là chùa Bốn Mặt, Châu Thành, Sóc Trăng. Hôm nay qua đây cũng gặp mấy anh em ở đây tâm sự chơi luôn, vụ đóng ngon ha. Bây giờ clip mình của đây cũng kết thúc á, mình cũng quay một đoạn video ngắn thôi. Đó, rất đẹp. Dáng này màu đỏ lòm luôn ha. Màu này nói chung là sao nghệ đó, nếu kêu là sao nghệ rồi tới chừng phơi nó khoảng nửa tháng nữa nó sẽ lên màu đen. Thì dự án này tổng kinh phí là 150 triệu, rồi người ta bớt 5 triệu tiền công tiền gì đó mình cũng không cần nhắn hỏi. Mình cái này là mình có hỏi sư, sư có nói như vậy á, sư nói vậy, sư cưa nguyên cái lóng luôn chú bạn, sư cưa nguyên cái lóng luôn đó. Sư cưa nguyên cái lóng luôn đó, là phờ đóng vậy là tà cốc hồi xưa đóng với cái ngò của Bốn Mặt ha. Đó là tà cốc đóng, là tà rớt ha. Đó là tà rớt. Rồi, vì clip của mình tới đây kết thúc rồi.